Đây mọi người nhìn này, 6,5 vạn xịn các bác nhá. Đây các bác nhìn củ số này, vô lăng các bác nhìn này, vô lăng này, ban đêm thì có thể là các bác không nhìn thấy đâu, vô lăng đã được bọc da và ốp gỗ này các bác này. Sáng nổi rồi. Bây giờ chị vậy viết cho em mấy chữ bằng chứng minh thư đấy à? Chuyển tài khoản là nó đã giao dịch thành công là nó báo luôn hình trình để chụp màn hình ra đi. Không nhưng mà anh chị chạy cũng ít nhỉ? Ừ. Cũng đi đâu rồi? Hỏi Khải. Có ngày đâu đi cũng mấy cây. Thế các đây là xưởng nhỉ? Xưởng thì đi đâu thì lại. Đợt đây ông ốm ảnh thì mới đi nhiều này, đợt trước còn vứt xe nhà, đi xe máy này. Già đầy ngon. Cái chìa khóa này còn chưa sử dụng đến lần nào. Có thì đây, nó còn cắm còn nguyên này, có sử dụng đây cái này. Nói chung ông em khi mua con này về thì yên tâm. Quá yên tâm. Sáng cứ gọi vào đi xuống chợ xem con xe ấy thì ngoài toàn đi taxi rồi. Cái này ghi cả chị ạ. Vâng, chị ghi người bán là họ tên tuổi. Đây đăng ký đăng kiểm này xong. Đây, ngồi đây để hướng dẫn chị. Cùng với mình anh thì thôi mà. Vâng. Không, chị cứ ghi đi em hướng dẫn cho. Đây. Người bán này. Đây rồi. À người bán anh không ngồi. Ok, xong rồi chị ghi chứng minh thư hộ khẩu thử xem cho. Rồi. Rồi, người mua thì bỏ qua đi. Điều 1 này, đây chị bán em là bên là chủ sở hữu của chiếc xe mang biển số này. 31F. Đây, 31F mà. 31F. Chú ý mày kìa mẹ nha. 31F 9682. 82. Rồi. À. Nhưng mà anh hôm nay mà lúc bắt đầu mùa là lái được vào đấy nặng chiều rồi anh nhãn hiệu mà. Nhãn hiệu chữ D giờ đờ giờ đờ E A V kép O O rồi số loại L A. Cái sổ sách chị làm hết cho anh. Chắc cái anh kiểu như là làm việc suốt ngày nên trả giấy tờ. Bà ấy chỉ có đây nữa anh. Chỉ đạo thợ thôi. Chỉ đạo thợ và làm. Tôi có tay nghề. Thế làm ra giấy tờ chắc là chị chỉ đạo coi như kế toán cho. Kế toán. Đây anh. Làm bây giờ quen đâu. Xin phép anh chị là cánh anh em về đây. Ừ, cảm ơn nhé. Thì anh chị yên tâm đi, tiền nong. Tiền nong thì anh chị yên tâm nhá, mà sẽ nổi. Anh lái hộ em ra ngoài ngõ cái. Vâng. Bây giờ người ta cho giữ biển. Đi, đi ra ngoài cổng. Đường ngõ thế này. Ê, chứng minh thư. Khánh đâu? Xin nhan cho anh ý không ạ? Chị nghỉ đi nhá, em cảm ơn nhá. Yeah. Vâng. Thôi. Hơi hẹp. Vâng. Dạ. Vâng, em về đây chị ơi. Xe đường chật quá nên phải nhờ anh Thảo anh nhá. Anh cùng anh đánh xe ra hộ. Tối đêm mà đi mua được một chiếc xe rất đẹp các bạn. Một chủ từ đầu, hồ sơ tự quản đầy đủ. Con kia cái con 209 trước của em thì là 10 thì con này điểm 9. Lasati biển 30F một chủ từ đầu máy mới. Dạ vâng, về cơ bản thì ban đêm thì khả năng là các bác không nhìn thấy được rõ, nhưng mà phải nói là cái chiếc 209 trước của em thì số 10 thì con này nó cũng phải là số 8, bởi vì mọi thứ trên xe nó con đều rất là hoàn hảo các bác ạ. Đây mọi người nhìn này, 6,5 vạn xịn các bác nhá. Cái xe được lên màn hình rồi. Đây các bác nhìn củ số này, vô lăng các bác nhìn này, vô lăng này, ban đêm thì có thể là các bác không nhìn thấy đâu, vô lăng đã được bọc da và ốp gỗ này các bác này. Đây công tơ đây các bác nhá, có hỏi qua thì đấy
rõ ràng nhất rồi mọi người. Anh chị anh đi 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 làm ở nhà, cách nhà có mấy cây thôi, à có 2 cây số thôi. Đây chìa khóa sơ cua các bác nhìn này, đâu nhỉ, đây mới tinh 100%. Sách hướng dẫn cho đến sổ bảo hành, đăng ký đăng kiểm, băng này, hồ sơ tự quản đầy đủ các bác ạ. Đó, này mọi phím còi cho đến xe cho đến cái ghế da này rất đẹp này, phanh tay này. Cho nghe pin vào xe. Đấy Linh, Linh chở anh ra đỡ ra đổ xăng. Hết xăng rồi đấy. Anh Hùng ơi. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. có lưu luyến nó tí không anh? Thật sự là mình bây giờ là nó mua từ mới. Vâng. Nên là nhiều lúc cái thằng kia nó lại cứ thích cái này. Không phải. Vâng vâng vâng. Là yên tâm đi. Ok anh. Thôi em xin phép em đi đây. Rồi, muộn nha. Hẹn lại anh sau. Rồi. Vâng vâng. Mày lái được chưa? Chạy được không? Thì vừa rồi là em đi mua được một chiếc xe các bác ạ. Đây là chiếc Daewoo Lasatti. Sản xuất năm 2000. Đây là chiếc Daewoo Lasatti 2010 cá nhân một chủ từ đầu. Thì buổi tối hôm nay em với lại hai anh em là đi mua ở trên Tích Giang Phúc Thọ Hà Nội. Thì có qua kênh thông tin của anh em giới thiệu thì chiếc xe này anh chị mua mới từ đầu và hiện tại đang có nhu cầu muốn bán thì em cũng hỏi rõ về thông tin thì đúng là xe đẹp thật các bác ạ. Chạy chưa đến 7 vạn cây số. Bởi vì rằng là anh này anh ấy có một cái xưởng gara ô tô. Đó. Xưởng gara ô tô và anh chỉ cách nhà có 2-3 cây số, 2 cây. Đúng rồi, chưa đến 2 cây. Thì đây hiện tại em đang ra quốc lộ 32 rồi. Thì ngày mai em sẽ xe thì có xước sát một chút đấy các bác ạ. Tí nữa em sẽ quay qua sơ bộ cho các bác xem về cái chiếc xe này. Sau đó em vẫn phải làm spa một chút sơn để cho nó đẹp hơn một chút các bác ạ.